Hả? Hello Bi. Đi mà rồi, không đi nữa. Màu đá xếp chồng nhá. Đúng rồi. 11 view nha con. Ồ. Yeah, 11 view dễ quá vậy. Bây giờ con làm đứng đi. Em. Làm đứng đi. Đẹp chưa mấy bạn? Đẹp nhưng mà này dễ quá, vô xếp đứng đi. Tiếp tục. Rồi, cho phá. Không lấy cây mới. Thôi mà. Rồi. Đọc cái nhẹ thôi mà. Giờ bạn Vi chữa tài nha, coi được bao nhiêu viên nha. Bộ này mình có 11 viên nha. Đây là bằng gỗ nha các bạn. Bằng gỗ từ viên lớn xong tới viên nhỏ nha các bạn. Rồi, chúc mình thử mình ghi mình xếp viên nhỏ trước viên lớn nha. Khó lắm, viên nhỏ trước viên lớn. Cái viên lớn bự quá, cái này ngã xuống. Mình chưa thử mà. Sao nó không có hình cho mình? Nó có hình cho mình nhiều. Con biết cái bộ này để làm cái gì không? Cho mình làm thông minh luôn. Thông minh hả? Ngoài ra còn tác dụng gì con biết không? Mình tập tính kiên nhẫn nè. Rồi sao nữa? Làm được mấy đồ thẳng. Kiên nhẫn, kiên trì nè. Đó. Tôi kêu bằng cân bằng á. Người ta ráp được con rồng luôn á. Nói bạn ráp một chiếc xe cho bạn coi nha. Sao vậy, sẽ chồng thằng đứng được không? Được. Cứ làm cho mẹ coi đi. Đấy rồi hả? Bây giờ làm con rồng hả? Không, chiếc xe. Chiếc xe hả? Xe là cho bắn xe. Đánh bự như vậy hả? Không đổ coi này. Xong rồi đâu? Đẹp chưa vậy? Rồi, giờ xếp thẳng đứng lên cho mẹ đi. Xếp thẳng đứng lên cho mẹ đi. Kiểu thấp nha. Các bạn có thể viết xếp được bao nhiêu viên? Ghê quá. Ghê quá. Làm đi theo nguyên tắc là viên lớn xong tới viên nhỏ đúng không? Hai viên này viên lớn nhất. Bình tĩnh, tập trung vô đâu con. Tập trung vô. Cho học 2, 4, 6. Thấy nhìn nó mừng hả? Rồi, được rồi. Trời ơi, tập trung dữ thần vậy. Rồi, 6 viên rồi. Cố lên, năm khen cố lên. Đi cố lên. Hả, không được. Cái nào, đầu bự bự á. Cái này nè, đầu bự. Rồi, mới lần đầu không sao, cứ tập đi con.